Hello. Chào mừng các em tới với kênh channel Toy Hunter, người săn đồ chơi. Và hôm nay anh có hai món đồ chơi muốn giới thiệu tới các em. Doki Doki gọi là gacha. Món thứ hai, cái bịch thứ hai này là bịch từ đồ chơi của một người em ở bên Nhật gửi về ha, và tặng ha. Và đầu tiên bây giờ ta sẽ review cái Doki Doki trước nha các em. Và bây giờ ta sẽ tiến hành review mấy quả trứng gacha này ha. Gacha là một món đồ chơi của Nhật Bản do công ty Bandai phát hành ha. Có rất nhiều loại mẫu đồ chơi khác nhau. Các bạn và các em có thể tìm mua là mua mình mua nó có cái máy tự động nó bán, và chúng ta sẽ bỏ thẻ vô đó và mua ha. Có nhiều loại như móc khóa hoặc là những hình thú. Và bắt đầu ta sẽ mở một cái trứng ra. Đây là anh mua loại nhân vật 7 viên ngọc rồng ha, Dragon Ball, nhưng mà phiên bản này là phiên bản Z, phiên bản không phải như ở chuyện ở Việt Nam chúng ta. Và phiên bản này là các nhân vật nó sẽ khác nhau về màu tóc luôn, và cấp bậc Saiya sẽ nâng cao hơn nữa. Giờ ta sẽ tiến hành ta mở ha. Thank you.
mình có thấy là sẽ có hai hai chiếc xe của hãng Taka Sony, một xe giả bên trái một xe bên phải. Xe